Không tiện đưa ai, bởi không có ai để mình đưa tiền. Thế sao những buổi chiều mưa lạnh, tôi vẫn đến đây nhìn phi cơ cất cánh, gọi khuất dần trong bóng khói trắng chương. Giỏi gục đầu cúi mặt quay lưng, để cố ngăn đôi dòng nước mắt.
năm trước hẹn mùa trứng tới, trứng năm này lại hẹn đến trứng trâu. Âm thầm năm tháng qua mau, trứng này đến nữa là bao trứng rồi. Dốc giáo đường lạnh lẽo đứng